Về mặt nguyên tắc, ngành điện khi cắt điện phải thông báo trước với khách hàng, nếu không thông báo trước sẽ phải đền bù. Tuy nhiên, hàng loạt những sự cố mất điện trong những năm qua nằm ngoài khả năng dự liệu. Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Tân Cảng Sài Gòn là cảng chuyên dụng container được quy hoạch và xây dựng mới tại phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cảng container lớn nhất tại Việt Nam với tổng diện tích mặt bằng 60 ha, 20.000 m2 kho hàng, 450.000 m2 bãi chứa container, 973 m cầu tàu và 12 cần trục bờ. Cảng Cát Lái đã trở thành cảng container lớn nhất Việt Nam. Lực lượng xe ra vào cảng Cát Lái hiện vượt gần gấp đôi năng lực của các tuyến đường xung quanh. Hơn nữa, phía trên cảng là đường dây 220 kV Nhơn Trạch Cát Lái. Hàng ngày có hàng ngàn lượt xe container chạy dưới đường dây. Không ít lần bốc rỡ hàng hóa đã vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện. Trong năm 2018 vừa qua, thì trên lưới của tôi quản lý thì nó có xảy ra hai cái trường hợp mà về vi phạm về cái hành lang an toàn lưới điện cao áp gây sự cố phóng điện. Thì hai cái trường hợp này tuy nó không gây cái thiệt hại về người nhưng mà nó cũng gây cái thiệt hại rất lớn về cái chỗ mà cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, điển hình như là cái chỗ cảng Giang Nam Logistics nằm ở bên quận 2. Ở đó thì có cái bến bãi hoạt động cẩu các container thì đã gây vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện vào cái tháng 2 năm 2018. Thì cái sự cố này thì nó gây mất điện cho cái khu công nghệ cao quận 9, mà trong đó đặc biệt là cái nhà máy Intel chuyên môn sản xuất các chip điện tử, thì cái này cũng gây thiệt hại rất là lớn. Năm 2018, dù đã xử phạt doanh nghiệp này 90 triệu đồng, nhưng hậu quả để lại là rất lớn. Sự cố đã gây mất điện trên diện rộng hơn 1 giờ đồng hồ và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt doanh nghiệp khu công nghiệp công nghệ cao. Trước đây thì những anh tài xế cẩu, ảnh không có được nghe những cái thông tin tuyên truyền về cái hành lang an toàn lưới điện, về cái khoảng cách phóng điện của cái đường của lưới điện cao thế. Cái thứ hai nữa là trong cái công việc của họ đó, thì gần như là họ không có người giám sát. Nếu họ thực hiện gần cái tuyến đường dây của mình, họ không có người giám sát, thành ra dẫn tới là họ không nhìn thấy. Còn đây là cảng Định Vũ, Hải Phòng. Từ năm 2012 đã xảy ra hai sự cố do xe nâng hạ container vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện 220 kV, gây thiệt hại lớn và làm gián đoạn việc cung cấp điện trong thời gian dài. Do cái nhu cầu phát triển kinh tế mà thì hiện tại thì các cái khu công nghiệp mọc lên rất nhiều, đặc biệt là dưới khu công nghiệp Đình Vũ thì các cái cảng container mới thì cũng đã được hình thành. Thì về cái phần này thì đơn vị cũng sẽ phối hợp với lại cơ quan chính quyền địa phương, đặc biệt là cái Sở Công Thương, cái cơ quan quản lý nhà nước về cái điện và các cái chính quyền địa phương thực hiện cái việc mà nắm bắt các cái phát triển của các cái cảng cũng như các cái phương tiện để mình có cái tuyên truyền cũng như là cái làm việc trực tiếp với cái cơ quan này để mà đảm bảo cái an toàn hành lang lưới điện. Đây là những cột điện truyền tải 220 kV tại cảng Định Vũ. Do lưu lượng xe quá lớn có tiềm ẩn mất an toàn hành lang lưới điện, truyền tải điện Đông Bắc 2 đã thực hiện nâng cao cột, lắp các biển cảnh báo an toàn trên đường dây và cột điện. Tuy nhiên, những cảnh báo ấy vẫn chưa thể lấp đi rủi ro tai nạn. Đối với cái phương tiện do xe nâng hạ container đấy xuất phát thì chủ yếu là do cái phương tiện nó di chuyển từ cái cảng này sang cảng khác. Còn bình thường thì nó vẫn bốc xếp ở trong cảng, nhưng mà do cái điều động nào đấy thì nó có cái sự di chuyển thì nó chạy qua cái khu vực của mình, mà cái đặc thù của xe container thì nó có thể là nâng hạ với lại cái các cái đặt các cái kiện hàng container ở trên 5-6 tầng, vậy mà cái chiều cao của một công thì nó cũng tương đối lớn, vậy là mà nó có cái đặc thù hơn nữa là khi mà nó di chuyển ra ngoài đường ấy, thì trong quá trình tham gia giao thông ngoài đường ấy thì thường là họ cứ phải nâng cái cần container lên để mà làm sao mà không ảnh hưởng đến cái giao thông của cái
đường họ di chuyển, vì là cái khoảng container nó dài, nếu như họ cả thấp cần xuống thì nó chiếm hết cái lòng đường. Cảng Cát Lái hiện còn chưa có giải pháp an toàn cho việc bốc xếp container. Việc bốc xếp container có nhiều vấn đề đặt ra đối với an toàn đường dây điện cao áp 220 kV và 500 kV. Chỉ cần sơ suất, không để ý, thiếu hiểu biết thì hậu quả là khôn lường. Nếu chiều cao của các phương tiện bốc xếp quá cao, khoảng cách an toàn đến dây dẫn đường dây không đảm bảo sẽ dẫn đến tình trạng chập điện, phóng điện, nguy hiểm đến tính mạng, phá hủy tài sản. Hậu quả sẽ còn lớn hơn khi lưới điện bị gián đoạn, điện năng không truyền tải đến được các khu công nghiệp sẽ làm tê liệt sản xuất của các nhà máy, gây tổn thất lớn về kinh tế, gây xáo trộn đời sống an ninh xã hội. Hiện truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh đã gắn camera kiểm soát và cử cán bộ túc trực ngày đêm tại khu vực đường dây 220 kV cảng Cát Lái để hỗ trợ cảnh báo an toàn đến các nhân viên bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, để đảm bảo an toàn lâu dài thì đơn vị quản lý cảng phải phối hợp với đơn vị quản lý vận hành có phương án nâng chiều cao cột hoặc hạ ngầm đường dây. Cái mật độ mà của thành phố Hồ Chí Minh, các công trường bến bãi rất là nhiều. Về cái cung độ quản lý của tôi á, mặc dầu nó ngắn nhưng mà nó đi qua nhiều vậy, thì một cái định biên của một cái độ quản lý đường dây á, là mà quản lý trên cái địa bàn thành phố á, thì anh quản lý ở dưới miền, ở các vùng khác thì nó ruộng rẫy thì mình nó thoải mái hơn, nhưng mà ở quản lý trên cái địa bàn thành phố á, thì về cái định biên lao động của tôi đó là hết sức là vất vả. Anh em có nhiều khi phải trực 24/24 tại cái công trường. Ngăn ngừa cái sự cố này là quan trọng nhất là cái ý thức của người dân thôi. Mình sẽ tuyên truyền những người dân là hiểu được về cái như thế nào là lưới điện cao thế, như thế nào là cái tầm quan trọng nó, và như thế nào là cái mức độ và ảnh hưởng nguy hiểm về cái tính mạng tài sản của người ta ở ngay chỗ đó. Theo luật điện lực Việt Nam, khoảng cách an toàn phóng điện là khoảng tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, và được quy định là 6m đối với đường dây 220 kV và 8m đối với đường dây 500 kV. Chung tay góp sức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện quốc gia là góp phần bảo vệ an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.